Hàng ngàn thường dân Ukraine ngày 8 tháng 3 bắt đầu rời khỏi hai khu vực bị vây hãm sau khi Nga mở hành lang nhân đạo cho thường dân di tản. Nhưng Kiev cho hay quân Nga đã pháo kích con đường di tản từ thành phố cảng Mariupol. Không lâu sau khi người dân bắt đầu rời thành phố Sumy ở miền đông và thị trấn Irpin gần thủ đô Kiev, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Oleg Nikolenko cho biết có pháo kích gần Mariupol. Không có báo cáo tức thì về con số thương vong, và ông Nikolenko cũng không cho biết thêm chi tiết. Nga chưa bình luận về tố cáo của phía Ukraine. Thường dân bị kẹt trong giao tranh kể từ khi quân đội Nga xâm lược Ukraine hôm 24 tháng 2, và giới hữu trách cho hay thực phẩm, nước uống và những vật phẩm khác bắt đầu cạn kiệt tại một vài thành phố. Không mở được các hành lang nhân đạo từ Mariupol hôm 5 và 6 tháng 3, hai bên cáo buộc đối phương vẫn tiếp tục nổ súng. Các nhân chứng cho Reuters hay, người dân tìm cách di tản khỏi Irpin hôm 6 tháng 3 bị kẹt giữa làn đạn pháo của Nga, và một cựu thị trưởng cảnh báo có thể bùng phát thảm họa nhân đạo trong khu vực. Có khoảng 2 triệu người tị nạn đã rời Ukraine đến các nước khác, theo cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc. Trong một video tự quay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8 tháng 3 so sánh chiến tranh với mùa lạnh khắc nghiệt tại Ukraine và trấn an dân chúng Ukraine sẽ chiến thắng. Mùa xuân tương tự như chiến tranh chúng tôi đang trải qua, mùa xuân rất khắc nghiệt. Ukraine cho hay đã hạ sát hơn 11.000 lính Nga. Nga xác nhận có 500 binh sĩ tử trận. Không bên nào tiết lộ thiệt hại tại Ukraine. Cùng ngày 8 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga công bố video chiếu cảnh đoàn xe kéo pháo lăn bánh trên đường, nhưng không tiết lộ thời gian và địa điểm, trong lúc cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine bước sang ngày thứ 13. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8 tháng 3 loan báo Washington nhắm vào mạch máu chính của nền kinh tế Nga bằng cách cấm nhập khẩu dầu của Nga, chế tài mới nhất nhằm trừng phạt Nga vì xâm lược Ukraine. Chúng tôi không dự phần vào việc trợ cấp cho cuộc chiến tranh của ông Putin. Loan báo của ông Biden được đưa ra giữa áp lực ngày càng tăng của phe Dân Chủ lẫn Cộng Hòa và phản ánh sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro chính trị do giá xăng dầu tăng cao về phương diện kinh tế để trả đũa Nga. Bảo vệ tự do phải trả giá, việc này cũng sẽ gây tổn hại cho chúng ta tại Mỹ. Dù ông Biden nỗ lực làm việc song hành với đồng minh châu Âu, nhưng ông công nhận là nhiều nước không công bố lệnh cấm tương tự vì họ phụ thuộc nhiều hơn vào dầu mỏ và khí đốt của Nga. Do đó chúng ta có thể đi bước này trong khi những nước khác không thể, nhưng chúng ta đang làm việc chặt chẽ với châu Âu và đối tác của chúng ta để phát triển một chiến lược lâu dài nhằm giảm bớt sự lệ thuộc của họ vào năng lượng Nga. Nga hôm 7 tháng 3 cảnh báo có thể cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Đức thông qua đường ống Nord Stream 1. Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Phó Thủ tướng Alexander Nowak nói việc này có thể được biện minh trong bối cảnh các cáo buộc vô căn cứ chống Nga liên hệ đến cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu và lệnh cấm đường ống Nord Stream 2. Chính phủ Nga chưa quyết định làm như vậy, ông nói, nhưng các chính trị gia phương Tây đang đẩy Nga vào hướng này với những tuyên bố và cáo buộc chống Nga, theo lời ông Nowak. Ông cũng cảnh báo chống lại việc cấm nhập khẩu dầu từ Nga. Việc này sẽ đưa đến giá dầu tăng đến $300 một thùng hay cao hơn nữa. Nord Stream 1 là nguồn cung cấp khí đốt chính của Đức trong khoảng một thập niên. Ống dẫn chạy từ Nga qua biển Baltic đến Mecklenburg-Vorpommern. EU nhận 45% khí đốt nhập khẩu từ Nga. Ngày 8 tháng 3, Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch giảm bớt 2/3 phụ thuộc của EU vào khí đốt của Nga trong năm nay và chấm dứt sự lệ thuộc vào nguồn cung cấp xăng dầu của Nga trước năm 2030. Ban điều hành Liên hiệp châu Âu nói sẽ chuyển sang các nguồn cung cấp thay thế và mở rộng năng lượng sạch nhanh hơn theo những kế hoạch. Chính phủ các nước sẽ chịu trách nhiệm thi hành. Những kế hoạch mới được đưa ra thêm vào những chính sách về biến đổi khí hậu mà EU hiện đang thương thuyết, được thiết kế để cắt giảm khí thải nhanh hơn trong thập niên này và sẽ cắt khí đốt EU sử dụng 30% vào năm 2030. Châu Âu có đủ dự trữ và nguồn cung cấp khí đốt thay thế cho mùa đông này, nhưng các nhà phân tích nói ngừng nhập khẩu xăng dầu và khí đốt của Nga trong thời gian dài có thể làm tổn hại kinh tế châu Âu và đưa tới những biện pháp khẩn cấp như đóng cửa các nhà máy. Tình hình tại Ukraine như tận thế, theo lời Hội chữ thập đỏ quốc tế ICRC ngày 8 tháng 3 cảnh báo, đặc biệt là tại những thành phố bị vây hãm như Mariupol, nơi có hàng trăm ngàn người đang mắc kẹt giữa làn đạn và cạn kiệt nhu yếu phẩm cần thiết.
But the bottom line today is that mấu chốt là tình hình này thực sự như tận thế đối với người dân và ngày càng tồi tệ hơn. Họ hết nhu yếu phẩm và chúng tôi kêu gọi cho phép các nguồn viện trợ sinh tử đến được với họ. Hàng trăm ngàn người bị kẹt tại thành phố Mariupol trong những điều kiện tệ hại, nhanh chóng cạn kiệt thực phẩm, nước sạch, trang cụ y khoa cần thiết. Tình hình rất nguy hiểm. To date, we have recorded at least 1,207 civilian casualties. Phát ngôn viên Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Elizabeth Russell cho hay đã kiểm chứng được con số thiệt hại nơi thường dân là 1,207 tại Ukraine, trong đó có 406 người chết và 801 người bị thương kể từ khi cuộc xâm lược Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cuối ngày 8 tháng 3 công bố một phúc trình mới ước tính có hơn 474 người chết và 861 người bị thương, nhưng số thiệt hại về thường dân chưa đầy đủ vì chưa phối hợp các tin tức. 2 triệu người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược hôm 24 tháng 2. Giao tranh chung quanh nhiều thành phố chính của Ukraine ngày càng tăng. Giới hữu trách tại Đông Âu vất vả lo nơi ăn trốn ở cho các làn sóng người tị nạn. Hội chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi có một thỏa thuận chi tiết để đảm bảo một con đường an toàn cho những người muốn sang các nước láng giềng lánh nạn. Người tị nạn Ukraine chạy thoát cuộc xâm lược của Nga hôm 8 tháng 3 đang chờ đợi tại biên giới Moldova, trong lúc phụ nữ các nơi trên thế giới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Quốc tế. Số người di tản, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã lên tới 2 triệu, chưa đầy 2 tuần kể từ khi Nga xâm lược, theo thống kê của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, UNHCR. Bà Olga, một người di tản từ cảng Odessa trên bờ biển Đen cho biết, phụ nữ tại Ukraine thường nhận được hoa, quà và được dẫn ra ngoài ăn tối trong Ngày Phụ nữ Quốc tế. Nhưng giờ đây, không còn hoa, cũng chẳng còn quà. Những người phụ nữ tị nạn này không còn nhà cửa, gia đình ly tán, tương lai bất định dưới cái lạnh bút giá. Trong khi đó tại Nga, những người phụ nữ cầm hoa đi biểu tình phản đối chiến tranh bị bắt bớ đúng ngày quốc tế phụ nữ. Hàng chục phụ nữ tập trung ở Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai ở Nga, trong ngày 8 tháng 3 để kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Họ cầm hoa và hô khẩu hiệu: "Chúng tôi chỉ muốn hòa bình trước hàng rào cảnh sát mang mặt nạ." Truyền thông Nga loan tin có ít nhất 5 phụ nữ bị bắt và rằng họ chỉ cầm bích chương phản đối được vài giây.